6 lít có mà. 6 lít á. 6 7 lít trên. Ừ, 6 7 lít á. Không nó bự quá trời. Hello. Hiếu xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay thì Hiếu tiếp tục đi săn bắt ong nha. Mở đầu video thì Hiếu xin gửi lời chúc sức khỏe đến cô dì chú bác gần xa và các anh em đồng nghiệp nha. Luôn luôn có nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Nay thì Hiếu cũng vẫn tiếp tục đi săn bắt ong nha. Thì vô tới đây thì Hiếu cũng phát hiện thêm một ổ nha. Cái này đi với hai anh em. Nói chung là đi cùng đồng nghiệp cả nhà. Thì đi sáng giờ luôn rồi. Mới giờ này cũng chắc có 1 giờ rồi mới phát hiện được tổ ong đó nha. Đây, để review cho nhà xem. Đây, đang làm gì vậy? Đột khí dừa. Đột khí dừa. Quá trời mệt rồi cả nhà ơi, đi từ sáng giờ mới gặp được ổ á. Cầu mong cho có mặt. Cầu mong có mặt. Nhưng mà ở đây thì cũng phù kêu ông bà phù hộ cho mặt nhiều nhiều chút đi. Mệt quá trời mệt rồi, nắng gì mưa mồ hôi đổ nè. hột luôn nha. Khi đi mình đi vô ong á thì lúc nào mình cũng phải đi vô giường lội khá là mệt luôn á nha. Mới đơn giản đâu mới gặp được tổ ong. Thì tổ ong nó nằm sát bên đây rồi. Để một hồi Hiếu sẽ review cho nhà xem nha. Ok. Vì vậy rồi, tổ ong nằm cái bên đây thôi nha. Thì ở đây cũng có ông bà đó nha. Mong ông bà phù hộ cho con cháu lấy được cái tổ ong này có mật nhiều nhiều một chút. Đóng như cây thôi nha. Đó. Thì cũng khá là bự vô nhà, không biết như thế nào. Để Hiếu sẽ theo review vô nhà xem nè. Mật cái khủng long nè. Cũng hên xui nữa nè. Mẹ, ông bà đây nè. Vô ngõ ông bây giờ cũng hên xui. Khi nguồn mật nó mạnh thì nó vô mạnh, nguồn mật nó dở thì vô dở. Đây cũng có hấp nè, giờ thì Hiếu sẽ leo từ vô nhà xem như thế nào nè. Mùng hơi mật nhiều nhiều đấy các bạn. Cây nó cũng nhỏ. Quá trời to. Rồi nó cây hì luôn cả nhà. Nhìn thấy gì chưa? Khá là bự luôn kìa. Hình dung lo luôn. Cố ra đi. Ra lên nha. Mùi chấm voi nha. Mùi con cũng khá đẹp. Mm-hmm.
cũng khá là bự nha, hình dung luôn bộ mặt cái nha, chấm voi thì bên đây cũng chấm voi nha. Hiếu sẽ thao tác hiếu cắt cái nhà này. À, cây như ra bông nữa nha. Quá trời. Đúng không? Cái trong này luôn. Sâu, mình sẽ gỡ sâu. Cái này còn sung lắm. Phấn hoa quá trời, phấn hoa mình phấn hoa gì cho người ta đó. Quá đã. Bộ mặt nó làm ngắn quá cả nhà, hơi dở, lực làm dài một tí ổ hất, ổ thì bự thiệt. Hơn lít cái nhà. Ôi, khá đã. Không được 2 lít. Đi xuống cái nhà. Trời ơi, bự. Hơn cái cây nó thấp cũng dễ đây. Quá là mừng rồi. Thử rồi. Phấn nữa nhỉ? Phấn.
Trời ơi, nghe ra ngon rồi. Quá ngon rồi. Đầy viên luôn cả nhà. Đầy viên luôn. Đánh voi hoàn toàn. Cái ngồi sữa gọc có nãy nhìn trên cây nhìn không thấy á. Cái ngồi có phấn hoa lại. Sữa lại. Ngồi mặt khá đẹp luôn nha. Lít rưỡi được ra hơn không? Hơn lít rưỡi ạ. Cái bản nó bự mà hơn bản bự. Nó làm ngắn mà làm dài cái đủ ký luôn. Thấy không? Nước quá nước luôn rồi. Quá trời. Coi nè. Chảy. Trên giờ hai bên luôn nghe nha. Quá yên. Thì Hiếu xin úp video tại đây cả nhà. Nếu có gặp ổ nào khác thì Hiếu sẽ review vô nhà xem thêm. Tại ổ này cũng thấp mà cũng dễ bắt, chắc video hơi ngắn nha. Đợi một hồi nữa Hiếu có ổ nào nó sẽ quay cho nhà xem thêm. Trời ơi, nhà ơi. Mệt. Cục mặt cứ phì. To không cái nhà. Khá là bự nha. Rồi, cái giỏng nè. Thank you.
Quá trời đấy nha, nãy máy hết pin đấy rồi. Cũng long luôn. Cũng long. À trời, cái này có 6 lít có mà. 6-7 lít á. 6-7 lít trên. Ừ, có 7 lít á. Không, nó bự quá trời, bột 5kg. Bột 5kg mà không vừa nè. Ôi trời, bị bể ra nữa nè. Còn nó nổi luôn. Còn đây nãy mót sao nữa. Giờ Hiếu có 7 lít á. Thôi giờ Hiếu úp máy nha. Cũng long. Úp máy. Mày đưa cái này cho coi cái, đừng nghe nè. Nó teo lại nữa nè. Quá trời nó khó. Quý không rồi. Máy hết pin nó bị chạm chạm rồi, không biết video làm sao nữa cả nhà ơi. Để hồi giờ về Hiếu kiểm tra lại mới được. Thì video tới đây cũng hơi dài nha, đổ mồ hôi ướt nhẹp mặt hết trơn. Mệt, nắng leo mệt nha. Thì Hiếu xin up video tới đây. Hẹn cả nhà những cái clip tiếp theo. Nếu ở nhà xem thấy hay và thấy thương thấy mến Hiếu, nhớ cho Hiếu xin một like và một lượt đăng ký theo dõi Hiếu để có động lực làm những cái clip theo dõi nhà xem. Dạ bye cả nhà. Bye nhà luôn anh ơi. Bye cả nhà luôn.